Con nuôi thú. Con nuôi thú hả? Nuôi những loại thú nào? Thú hiền. Thú hiền hả? Thú hiền mà có... tên nuôi khủng long hả? À, chọn khủng long mà có siêu nhân nữa, bộ siêu nhân là người canh giữ hả? Dạ. À, còn Tiến làm gì? Con bán. Con bán hả? Con bán món gì? Con bán món đồ thứ. Món đồ thứ hả? Cái gì mà đen đen vậy? Đen đen trong dĩa là cái gì? Trời ơi, bò hả? Wow, hoành tráng đó ta. Trời ơi, cái tiệm này trái cây quá trời luôn. Cái gì vàng đây? Bánh gì vậy? Để cho bé tiệm, cho bạn Tiên sinh nhật của bạn Tiên. Wow, tổ chức sinh nhật ở nhà, ở chỗ tiệm của anh Tiến luôn hả? Dạ. Wow, còn bạn dâu, bạn dâu làm nghề gì con? Đâu, bánh kem. Bánh kem đâu, quay lại coi mặt cái coi. Wow, bánh kem bên đây đây hả? Dạ. À, đang tổ chức sinh nhật đó hả? Dạ. Wow, trời ơi. Đang chuẩn bị, đang chuẩn bị. Trời ơi, đất coi ghê vậy. Nuôi tắc kè để làm gì con? Con ơi, nuôi tắc kè để làm gì? Với con tắc kè này á. Để người ta coi đó hả? Giống như sở thú vậy đó hả? Wow, hoành tráng quá. Rồi, có ai làm việc, có ai đói bụng chưa? Lại anh Tiến mua đồ ăn đi. Có đó. Em muốn ăn bánh kem à. Bé cho đuôi, một đô bánh tráng. Có đi chỗ. Trời ơi. Một tô mì. Wow. Mì xào á. Mì xào mà. Đang xào, đang xào con. Rồi con ngồi xuống con đói bụng, con ăn món bên anh Tiến đỡ đi. Giờ lát hồi rồi. Trời ơi, cô này cô ca sĩ ở đâu tới đẹp dữ vậy? Cô ca sĩ Doraemon đội đeo vàng nhạc Doraemon hát một bài coi. Lên vàng nhạc hát một bài coi nè. Vàng nhạc của con đâu? Dâu ơi, vàng nhạc của con trên kia kìa, lên hát bài đi. Đó, ở trên đó. Nè. Đó, vàng nhạc đã quá. Ồ. Wow. Rồi, con màu hồng chiến thắng. Yeah. Rồi, Tiến làm đại giao hàng kìa, người ta đợi quá trời kìa. Dâu, xin mời. Xin mời bạn dâu lên hát một bài. Xin mời bạn dâu. Hả? Không, bạn dâu là ca sĩ nữa đi. Giá bộ bạn dâu là ca sĩ nữa. Bạn dâu lên vàng nhạc để ở trên kìa. Không, cầm micro hát một bài. À. Rồi mẹ, tặng quà gì cho dâu vậy? Trời ơi, tặng quà có bông luôn hả? Rồi, dâu đứng lên cảm ơn bạn đi con. Ôi ôi, hả vậy? Dạ mẹ hả? Dâu nói, bữa có sinh nhật của dâu. Ôi ôi. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Rồi, hát tặng cho bạn bo một bài. Ba hương con, mẹ con. Nhảy, 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 nhảy nữa. Gần nhau à, tôi. Yeah. Trời ơi, bo đẹp trai quá rồi. Mẹ con thay đồ cho con hả? Trời ơi. À, dễ thương, dễ thương. Mẹ con đã kèo bông rồi ăn bánh kem rồi mẹ. Bo ơi, bo lên vàng nhạc hát tặng, cầm micro hát tặng cho dâu một bài đi. Đây. Bo bắt cỡ. Chào bạn ơi, bạn Ý ơi, bạn Ý có vui không? Bây giờ vui hả? Giờ bây giờ con lấy cái gì mời bạn Bo ăn? Chưa tới sinh nhật dâu mà mấy ngày nữa mới tới. Trời, thấy thương không? Thấy thương bạn Bo mấy ngày nữa mới tới lận. Không sao, tặng chú mai mốt quà ăn sinh nhật không ha. Trời ơi con. Dạ. Ủa, cái bảo mà. Rồi bây giờ
giờ cho bạn Bo làm một cái nghề gì luôn đi. Chưa để đi con. Rồi rồi, được rồi. Chúng chim á.